có 5-6 giờ sáng hai vợ chồng ra dựng lều ngoài đây, xong rồi mang lò nướng, nước nôi rồi ra đây camping cả ngày. Thế là tụi nó 9-10 giờ ngủ dậy bò ra chơi, ăn đồ nướng, ném banh rồi ra chơi đủ. Đây mấy khách sạn luôn à đúng không? Cái này á, là giống như là cái tham xe á, người ta mà giá cao hơn trên kia, sát bờ biển. Cái tham xe á, là người ta mua, mua mà giống như mua một tuần người ta ở có hai, một năm người ta ở hai tuần thôi. Đóng tiền sao này cong xuống không đứng dậy nổi, chưa có luyện. Nó mới cái chỗ bãi cỏ này là người ta dựng lều á. Nó lên là tụi dựng lều á. Nó phải tập trung ra đây, nó lướt quá trời. Trời. Để sống nó lên. Ăn nhậu nhưng mà ăn thôi, không được nhậu nha. Sao vậy? Không cho uống bia. Uống bia rồi nó biết là nó phạt rồi. Uống rượu không được luôn. Không được. Không, mình uống để trong túi, lấy ra mình uống. Mình giấu túi. Nó ngửi thấy mùi cồn một cái nó tấp vô liền. À, em không có qua mặt được Mỹ cái gì đâu nha. Nó đi sát cái lều, nó ngửi mùi cồn là xong. Kiểm tra. Mấy nhà đó à? Nhà luôn nè. Nhà cho thuê đó. Ai thích ra biển thuê. Đó, sóng nó đánh đây mà đá vậy? Mà nó văng qua tới cái nhà sau á. Đá này là đá lớn này. Đá văng qua tới nhà sau chứ không phải nhà trước này đâu nhá. Cái kinh. Mùa đó đó. Kè cái bờ đá này nè. Đánh vào mấy cái nhà này banh sát ấy. Banh sát. Nó mới sơn á. Mà mấy cái nhà này cho mướn là xài ngon suốt đời. Giá rồi. Cao ha. Nó mướn mấy ngày thôi gì đi chơi từ bang khác qua chơi. Hè đông. Nhìn đông nó qua. Thấy nó đối diện nhà nó bắt đèn Noel rồi. Ba mối đám cưới anh Giang là bắt đèn Noel được rồi á. Bây giờ bắt được, bây giờ luôn rồi. Đám cưới Nguyên dọn dẹp xong rồi, ba mối đám cưới anh Giang là không phải dọn dẹp sơn sửa gì nữa hết trơn. Khỏe. Hoa hung người ta kết ta mang tới luôn. Mình có làm thêm thì làm thôi. Mình dăng đèn đồ rồi nó em rồi này kia. Trời, nó lấy mấy cái đá nó xây thành nhà luôn. Đá cục cục. Mướn một cái này là ngày hay mướn tuần. Mắc lắm. Ồ, mấy con chó đứng có Peter Pit này. Vậy là ở đây đậu xe mấy chỗ, chỉ có chỗ mấy cái siêu thị mới không mất tiền, còn ngoài ra cái chỗ nào không mất tiền nữa.
Trên này thì rẻ hơn chút xíu nữa hơn. Vì mấy cái chỗ này á, thoải mái. Này nhà cho thuê hay là nhà của ta mua người ta ở? Nhà cá nhân. Không biết. Ở nhà cá nhân. Đôi khi có những cái căn nhà này người ta cho xe cho thuê nguyên căn đó. Thì người ta cái sợi sợi cho thuê theo cái kiểu người ta đăng lên trên mạng, cho thuê với khách du lịch. Khách du lịch dạ, mình mà có căn nhà này muốn cho lại thuê là đi chỗ khác ở, tại vì để cho nó có giá được khi ta tài chính. À, thay vì ta đi ra khách sạn ta thuê nhà hao thì ta vẫn thích hơn, tại vì nó có bếp rồi bàn ăn rồi như căn nhà của mình ấy, vẫn thích hơn ở khách sạn mà ở chung nữa. Bây giờ cái dạng đó nó cho thuê trên mạng nó phổ biến. Đi ra ngoài hàng ngoài mà có nhiều, có những người ta có một cái căn apartment ấy, người ta cho thuê luôn. Thì apartment nó cũng đầy đủ giống như nhà house vậy. Mình thuê cái đó nó vừa rẻ hơn mà nó mình thích hơn. Tiện nghi. Đổ xi măng. Xi măng xe đổ xi măng xe. Bự xe đẹp không xi măng. Hơn. Cái mông nó bóng lướt luôn. Nâng đổ bê tông á. Bê tông. Nhà này làm gỗ làm chưa xong rồi. Đâu, dạ. Xong rồi chứ. Cái nhà này văn làm phòng cho thuê. Nhưng mà đã chưa xong rồi. Xong rồi. Nhà đó nó xây cách đây cả 10 năm rồi. Sushi đó nó là một cái tiệm sushi ở trong cái tòa nhà đó.